chỗ này thặng dư đâu khoảng hơn 800, chỗ này thặng dư đâu là 1.300 đúng không? Như vậy là bảo hiểm chính là chủ lực của MB trong thời gian gần đây. Đúng không? Rồi đây bên này cũng thế. Đây là cả năm 2018 nhé, là 2008. Năm ngoái 2017 là chỉ có 1.800 thôi. Và tính như này đâu đó khoảng 1.500. Còn hồi 2017 tính ra là chỉ có 400 thôi, đúng không? Như vậy là 2018 bảo hiểm đã vọt lên, đúng không? Rồi, đi ra. Và chủ lực của dịch vụ. Đây là chủ lực của dịch vụ. Đúng rồi, lãi biên ngày xưa thì lãi từ bảo hiểm cũng cũng cao, nó doanh số bảo hiểm cũng cũng được, nhưng mà lãi biên thì không có mấy. Từ hồi 2017 16 thế nào. Xem nó ra làm sao. Đúng không? Rồi. Hồi đấy số liệu này có 300 cơ, đúng không? Chả hiểu số liệu của ông này của gì. Đúng rồi. Ở đây là kiếm 400, đến đây là 1565, ở đây là thành 1487 đúng không? Rất là kỳ quặc số liệu nó nhầm. Ngày xưa bảo hiểm thì gần như không có gì đúng không? Có 230, đây là 134. Đúng không? Vậy, hoặc là có thể là liên quan đến cái hoạt động sáp nhập nào đấy. Đúng không? Nhưng số liệu thấy đầu đuôi là bị lệch. Chắc là hoạt động thêm công ty bảo hiểm ở đấy. Nhưng mà như thế này thì bạn sẽ thấy là hoạt động bảo hiểm ngày 26 không có gì, 27 là còn là có doanh số, 27 từ 27, 27 thì có doanh số, nhưng mà phải 28 thì bắt đầu mới có lợi nhuận hẳn, lợi nhuận tốt ra, mới chỉ có số thôi. Đúng không? Như vậy là MB cũng mới bắt đầu tiến trình này trong bắt đầu từ 2018, 27, cho 26 là ngày xưa gần như chẳng có gì đúng không? Hoạt động đấy như vậy là lợi nhuận có thể thấy là cái lợi nhuận của MB tăng trong mấy năm gần đây có đóng góp rất nhiều từ bảo hiểm, có đóng góp rất nhiều từ bảo hiểm, đặc biệt là năm nay đúng không, chỗ này 1.300 cơ mà, trong khi lên chút thuế của ông giỏi lắm chỉ 6-7 ngàn mà trong 1.300 như vậy cũng đến gần 20% đấy. Rồi thì xác rồi đấy, xem là tổng tổng hoạt động như nào, bây giờ có 17 ngàn thôi. Mà trong khi bảo hiểm đúng không? Nó gần như là 1.23 con này. Nó phải khoảng 10% đúng không? Thì sao rồi? Mình sẽ kiểm tra thêm nhé, xem là còn thông tin gì không. Rồi, ngoại hối nhé. Ngoại hối là phần mà bé thôi, đúng không? Ngoại hối thì chắc là có việc công banh là thấy có vẻ có hẳn thôi. Nói chung là 300 đến 470 tỷ trọng người ta cái lãi biên à, cái lợi nhuận tăng trưởng thì mạnh đúng không, 200 đến 400, đây 300 đến 470 đúng không, đây đây 9 tháng thì ngoại hối cũng tăng tốt nhưng mà tỷ trọng còn bé. Nhưng mà thì còn nhỏ chứng khoán kinh doanh đúng không, 100%. Cái này thì trong liên quan đến đầu tư chứng khoán thì sàn là chính, dự phòng giảm giá 30, chứng khoán đầu tư đây đúng không, rồi cả tất cả là 400. Rồi nói chung là cái phần trái phiếu này có vẻ nó cũng phập phù, đúng rồi, cái ngoại hối tăng rất tốt nhưng mà cái tỷ trọng hơi nhỏ. Rồi bắt đầu khác xem như nào. Rồi các khoản nợ đã xử lý là 1.400, rồi thu nợ xấu đã xử lý 700 lên 1.100, đúng rồi chính xác rồi, kể cả từ ngày xưa luôn, đúng rồi chính xác rồi, tại vì thực ra là cứ đơn giản là vì cho anh nhiều đúng không, em phải đi nợ nhiều đúng không? Các khoản nợ đã xử lý đúng không? Cũng tăng mạnh. Rồi. Rồi, cái này là đương nhiên, đúng không? Cái này là do cái việc vay nhiều. Kiểm tra tiếp nhé, xem nhiều. Chi phí động nhân viên đúng không? Cái này chắc là tăng vọt rồi. 4.300 đây là 3.300. Hoạt động về quản lý công vụ đúng không? Công tác chi phí hoạt động chi phí quản lý đúng không?
là chi cho các công hoạt động quản lý là 1.100 đây. Nhưng mà cái này chắc chắn tăng vọt, là cái này năm nay là chi tháng là tăng 20%. Năm ngoái 6.000 lên 8.700, 2.700, 2.700 trên 6, nhưng mà tăng 40%. Chi phí nhân viên tăng vọt. Đúng không? Trong mở đại lý, à, mở chi nhánh. Đúng rồi, đúng không? Chi phí hoạt động cũng tăng rất là nhanh. 4.100 mà lên 6.000. Gần 8. Hơn gần 8. Bốn mấy trăm. Chỗ này 2.700 cũng phải khoảng 40%. 2.700 trên 6.000. Đúng rồi, cũng hơn 40%. Năm nay tăng chậm lại rồi, rồi thì sao rồi? 9 tháng năm nay là đã chậm hẳn lại. Rồi, chi phí cái này chưa có nhiều thời gian tính toán nhá, nếu mà bạn có thời gian thì ốp thử xem nào. Nhân nhận thì nó chưa ra vấn đề. Rồi thì tăng nhanh đúng không? 19 chậm lại. Wow, đây là cái chủ yếu là như chi phí nhân viên với chi phí quản lý thôi. Số lượng cán bộ nhân viên đúng không? Đến đây là 15.000 người. Tổng thu nhập cán bộ nhân viên là 3.900 tỷ. Rồi. Thu nhập bình quân theo tháng là 27 triệu người một tháng. Rồi, cao nhỉ? Bên đây có không? Tình hình thu nhập cán bộ nhân viên nghe 27 triệu tháng. Ngay dưới chi phí hoạt động. Rồi đây không có đúng không? Họ không thiết lập số ở đây. Rồi, tôi tạm biết là một con số như thế, cao. Lương của B mà tất nhiên là lãnh đạo thì sẽ cao đúng không? Nhân viên thì có khi chắc chỉ được mười mấy 20 triệu thôi. Rồi mình kiểm tra xem còn thông tin gì khác không. Rồi mình đi tiếp nhá. Đây thì chắc không cần thêm dây dưa gì thêm. Rồi cái này thì liên quan đến chi phí dự phòng rủi ro thôi đúng không? Dự phòng chung và dự phòng cụ thể. Nói chung là tăng các cái khoản chi phí dự phòng rủi ro này là tăng quá nhanh, nhưng mà nhanh. Rồi đúng rồi. Năm ngoái 3.200, năm 2018 là 3.000. 27 cao là vì có cái VAMC đúng không? Nhưng mà kể cả cho cái trích lập dự phòng rủi ro liên quan khách hàng cũng tăng rất nhanh. Đúng rồi. Tăng quá nhanh nhưng mà nhanh. Đây, cho họ còn chi tiết ra. Nhìn. Rồi, nếu mà trừ cái VMC ra thì đây còn khoảng 2.100. Đây là khoảng 1.000, cũng tăng rất nhanh. Vậy là chi phí dự phòng nó tăng rất nhanh. Bên hoạt động kinh doanh đúng không? Kinh doanh. Kết quả kinh doanh nó tăng nhanh. Cái này là kết quả thôi đúng không? Từ đấy giờ thì nó là kết quả của việc cho vay cá nhân, cho vay cụ thể, rồi phải tăng người lên đúng không? Định hướng cho vay bán lẻ, thuế đúng không? Không có gì. Và cái này liên quan đến lưu chuyển tiền đúng không? Rồi đây là một số khoản thuyết minh của họ. Bảo lãnh vay vốn này. À, cái này cam kết ngoại bảng. Rồi, lâu lắm mới nhìn được cái này. Cam kết ngoại tệ này, 6.000 này, đây, UC này. Rồi họ đưa ra giải thích cho các cái trên này. Giao dịch với các bên có liên quan. Cũng nhỏ thôi, đúng không? Không nhiều. Phải thu thì nhỏ, phải trả thì chắc là liên quan đến tiền gửi. Rồi, tiền gửi thì không vấn đề gì. Cái này có thể thống kê được. Báo cáo nhất theo khu lý tổng dư nợ, tổng tiền gửi trong nước. Rồi họ tự phân ra đúng không? Dư nợ đây, tiền gửi đây, cam kết đây, và kinh doanh đầu tư chứng khoán đây, đúng không? Trong nước, nước ngoài đúng không? Nói chung nước ngoài không có gì. Ở đây thì mình sẽ xem thử.
họ phân ra làm Bắc, Trung, Nam đúng không? Và khác, khác có thể là cái nước ngoài. 397 thì gần như tài sản nằm hết là 273 là ở miền Bắc. Miền Trung thì rất là nhỏ, miền Nam thì cũng tàm tàm hơn đúng không? Như vậy là ngân hàng MB có thể thấy là đang tập trung ở phía phía Bắc. Doanh thu đây đúng không? Hành chính, doanh thu tính hết ở phía Bắc. Đúng rồi. Như vậy tài sản ở đây thì gần như thấy cả là tiền chưa thuế miền Bắc là 5.300 đúng không? Miền Nam 1.700. Hồi 28 259 tăng lên đây là có 14 thôi. Còn miền Nam tài sản mang 73 lên thành 87, như vậy là đang tăng nhanh hơn. Đúng rồi, như vậy miền Bắc họ họ chắc là khả năng đang tập trung đẩy trong hai khu vực kia. Miền Bắc thì thấy tăng rất là chậm. Đúng rồi, thì sao rồi? Lợi nhuận của một khu vực miền Nam cũng tăng nhanh không? 1.700 đây trước là chỉ có 1.300 thôi. Miền Trung là bị giảm đúng không? Chưa hiểu ra làm sao đúng không? Mà đây là 9 tháng đấy đúng không? Là tăng rất nhanh, nhưng mà khu miền Nam nó tăng rất là nhanh. Như vậy là MB có một đặc điểm đây là tài sản khoảng 70% đúng không? Miền Bắc. Đúng không? Nhưng miền Nam nó tăng nhanh. Rồi, thêm được về đây. Về bộ phận nhé, xem như nào nhé. Tài chính ngân hàng đúng không? Là 800, 386. Chứng khoán đây, trang MBS đúng không? Bảo hiểm là 16 và AMC đúng không? Thì thu nhập khác đấy. 6.200, 700 đúng rồi. Gần như là bảo hiểm thôi. Đúng không? Năm ngoái 7.300 bảo hiểm thậm chí còn lỗ. Năm nay thì như vậy là có thể thấy là năm nay là cái chuyện đây là cả năm, còn đây là 9 tháng. Nhưng năm nay là bảo hiểm đang tăng, trong cái bảo hiểm đang mạnh về lãi kinh doanh đúng không, về lãi và tăng tỷ trọng. Thì tất nhiên nếu ai có thời gian thì phải nghiên cứu cái hoạt động bảo hiểm của MB, đâu đó có một hai công ty gì đấy xin sai đúng không, mic miết gì đấy thì xem là nó ra làm sao. Rất tiếc vì đây là chỉ làm cái báo cáo là chính hợp nhất của ngân hàng, cho nên là chúng ta không theo dõi được hết tất cả các thứ. Cũng có thể là bên kia có thằng mic nhưng mà chưa chắc đã có cái thằng bảo hiểm xin sai kia đây liên kết với Nhật thì nên chúng ta không nhìn hết được, nhưng có thể thấy là đang đang tốt lên rất nhiều, nó 7.93 đấy. Rồi, như vậy là hoạt động chứng khoán cũng là phụ thôi, quỹ này cái khai thác tài sản nợ này cũng là phụ thôi, mà chủ yếu phải là chủ lực phải là ngân hàng đúng không, và phụ họa thêm là có bảo hiểm đấy. Như vậy là ngân hàng là chủ lực đúng không, bảo hiểm phụ họa, còn chứng khoán vứt ngành nghề MBS cũng không có nhiều lợi thế trên thị trường chứng khoán. Khoản mục có biến động lớn, tăng 900 này, dịch vụ này đúng không, dịch vụ có bị giảm cơ. Rồi thôi rồi bỏ qua thì cái này chắc là cũng tăng nhẹ. Rồi toàn chữ đúng không, mình không đọc được, bỏ qua. Định nghĩa về rủi ro lãi suất, rồi chúng ta chắc phải xem cái này đúng không, rất là dài. Đây, có thể thấy là phân tích của ngân hàng rất là kỹ càng tỉ mỉ và rất nhiều thứ, chứ nó không đơn thuần như phân đi phân tích một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đúng không, dễ dàng hơn rất là nhiều. Ở đây chúng ta thấy là cái tổng tài sản của bên bên MB nhưng lại phân theo từng kỳ hạn, qua là 6.000 nhé, không bị đánh giá lại lãi suất nhé đúng không, cái này có thể coi là không kỳ hạn 27.000. Tài sản mà một tháng đúng không là 127, 1 đến 3 tháng 122, 3 6 tháng gần như là không có mấy, mười mấy thôi, 6 12 tháng cũng thế, trên một năm là 80.000. Như vậy chúng ta sẽ nhìn trên phân phân đồ chi tiết tại các cái khoản mục chi tiết nhé, thì chúng ta sẽ thấy là như này là cái cho vay khách hàng ấy gần như là đang tập trung vào